Trời ơi, đi từ lúc sáng bẩn tới giờ chật chơi quá. Đi đâu về đây? Ờ, anh đi mặn. Mặn cái gì? Thì mặn ăn. Mặn ăn gì mà giờ này mới về hả? Thì đi mặn ăn xong rồi anh ghé ăn vô anh uống. Uống cái gì? Anh uống. Uống cái gì? Uống cà phê. Anh đi cà phê sao đầu hôm tối ôm mọ về? Sao không ngồi luôn, anh về chi mới 2 giờ sáng? Anh vô cà phê, anh ngồi coi có hai tờ báo. Anh quên mất rồi đâu ngày tới giờ về nhà thăm em. Anh mê cà phê hay là mê mấy cô mặt đầm? Ai nói vậy? Anh mê cà phê, ôm người ta mới say gần chết đó. Anh đi cà phê, lo làm ăn với ông hàng xóm. Anh đâu dám nhìn, anh đâu coi gì mà giờ em ghen. Tôi không tin đâu. Nói ra làm sao em tin giùm anh chứ tư bên nhà cho theo làm ăn. Làm gì ai tin anh đi mặn ăn đâu hôm tới giờ. Hãy tin lòng anh luôn luôn thì chung sắc son không phải yêu em mà thôi. Thật lòng yêu em sao đi cà phê. Thì giờ đây anh lo thả môi, anh lo kéo cài về nhà bên em nè. 8 giờ làm gì? Sống to thiên anh không ra ngoài khơi cá không ăn ngồi anh đi cà phê. Về nhà em đấy mong anh từng đêm cà phê tốn tiền. Hãy tin lòng anh luôn luôn thì chung sắc son không phải yêu em mà thôi. Thật lòng yêu em sao đi cà phê. Thì giờ đây anh lo thả môi, anh lo kéo cây về nhà bên em. Anh đi cà phê sao mà say tối tăm mặt mày? Anh mê cà phê hay là mê trắng xanh vàng tím hả? Anh vô cà phê kêu người ta có ly trà đá. Anh đi kiếm tiền loạt xây mấy nhà thiết đẹp cho em. Không dám đâu, anh uống cà phê gì? Từ sáng hôm qua tới bây giờ, chắc cà phê ôm quá. Anh thề với em luôn á, anh bị bể bánh xe. Chẳng chuyện đi quán cà phê với anh Tư ngồi nghỉ mệt thôi mà. Nghỉ mệt gì? Cà phê ôm thì có. Cà phê có 5.000 một ly, làm sao mà ôm được em? Tưng anh đi mà. Anh đi cà phê sao đồ hôm tối ôm mọi về? Sao không ngồi luôn, anh về chi mới 2 giờ sáng? Anh vô cà phê, anh ngồi coi có hai tờ báo. Anh quên mất rồi đồ ngày tới giờ về nhà thăm em. Anh mê cà phê hay là mê mấy cô mặt đầm? Ai nói vậy? Anh mê cà phê, ôm người ta mới say gần chết đó. Anh đi cà phê, lo làm ăn với ông hàng xóm. Anh đâu dám nhìn, anh đâu coi gì mà giờ em ghen. Tôi không tin đâu. Nói ra làm sao em tin giùm anh chứ bên nhà cho theo làm ăn. Làm gì ai tin anh đi mặn ăn đâu hôm tới giờ. Hãy tin lòng anh luôn luôn thì chung sắc son không phải yêu em mà thôi. Thật lòng yêu em sao đi cà phê. Thì giờ đây anh lo thả môi, anh lo kéo cài về nhà bên em nè. 8 giờ làm gì? Sống to thì ngâm không ra ngày khơi khá không ăn ngồi anh đi cà phê. Về nhà em đấy mong anh từng đêm cà phê tốn tiền. Hãy tin lòng anh luôn luôn thì chung sắc son không phải yêu em mà thôi. Thật lòng yêu em sao đi cà phê. Thì giờ đây anh lo thả môi, anh lo kéo cây về nhà bên em. Anh đi cà phê sao mà say tối tăm mặt mày? Anh mê cà phê hay là mê trắng xanh vàng tím hả? Anh vô cà phê kêu người ta có ly trà đá. Anh đi kiếm tiền lo xây mái nhà thiết đẹp cho em. Không dám đâu. Anh vô cà phê kêu người ta có ly trà đá. Anh đi kiếm tiền lo xây mái nhà thiết đẹp cho em. Chịu chưa nè?